1945. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sinh sướng và quyền tự do. Được biết cuối năm thứ thế trận trình kim thứ khác, bởi vì hiện rằng là câu nói của ngày của bác ấy sẽ còn trường tồn mãi với thời gian. Và ở đây ạ, là như này, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ, do Hội Thông tin Nhân Thủ tặng cho Đảng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh của người đã của Đảng Hồ Chí Minh ạ. Thì hiện nay bức tranh này là bức tranh to và lớn nhất, nhưng mà Đảng Hồ Chí Minh có làm được một số bức tranh nhỏ hơn mà vẫn là trong lòng của người dân thế giới đã có thể mang về kỷ niệm. Và bức tranh này cũng đồng thời là lời chào tạm biệt của Đảng Hồ Chí Minh muốn gửi cho đoàn mình ngày hôm nay ạ. Và xin phép các bạn trở lại Hồ Chí Minh ạ, xin được chúc cho đoàn có một cái ngày lễ thật là